Dạ kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn, cảm ơn cô chú bạn cho luôn. Hoài tứ quý, hoa vàng, cây hàng vip hàng bự cô chú anh chị các bạn. Nhỏ nhỏ cũng có, nhưng mà bự nhiều, hàng vip nhiều ha. À, cô chú anh chị mình xem cái nào hay trực tiếp chỗ có kênh nếu cô chú các bạn. Thì mới về ha. Rồi, clip mắt nha cô chú mình chờ đợi nha. Rồi chào coi. Rồi em chào anh Linh. Dạ con xin kính chào chú anh chị đang xem kênh Bonsai Cần Thơ ha. Dạ con tên có ở cái sách Sóc Trăng ấy cô chú anh chị. Trong clip vừa rồi đầu năm con khai xuân clip bữa mùng 9 con cũng rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ con hết clip ha. Hôm nay con về được 17 phôi cô chú ơi. Trong đó là có 15 phôi tứ quý, toàn bộ hàng VIP không mấy cô chú anh chị. Có 2 phôi mai vàng. Con cũng nhắc lại số điện thoại con ha là 0352532959, đó là cũng là số Zalo con hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị cứ kết bạn Zalo con rồi con gửi cho cô chú anh chị mình hình ảnh tham khảo trực tiếp ha. Rồi không mất thời gian cô chú anh chị con vô thông số, con có 2 mai vàng trước thấy cô chú anh chị. Vô thông số 1, cây quái gì cà na cô chú anh chị. Ủa đế quái mà tay cành cũng quái luôn cô chú anh chị ơi. Lắc lắc. Dạ. Mọi chi tiết của con là lô này con bao ship tới nhà luôn hết cô chú anh chị. Toàn bộ là cây lớn cũng rất là nhiều ha. Nếu như cây này con bao ship cô chú anh chị cho con xin cọc lọc đầu năm ha. 500 hàng triệu thì con cho lên xe tải ha. Còn miền ngoài thì con đi về theo boss hết cô chú anh chị. Con cũng vẫn bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình chơi ha. Chi cành cũng đầy đủ điều. Cái này là nó cũng có chi con bẻ gì nhôm con giữ lại nha cô chú anh chị đó mình bẻ cho đủ chi ha. Bộ thế thì nó quái lắm ha cô chú anh chị. Quái bộ đế lắm ha. Cái này mình chơi dán quái ha cô chú anh chị. Không có trường hành phóng cô chú anh chị không thích thì giờ mình cắt dán chặt ha. Giờ rồi không mất thời gian cô chú anh chị vô số 1 đi. Con mai vàng hết cô chú anh chị. Hay lực lực. Đế nó lực lắm ha cô chú. Cái tổng chiều cao tới mặt bầu được 84 cô chú ơi. Cái đường kính bầu được 51 ha. Cái độ thoát khăn tới cổ rễ nó được 8 rồi cô chú anh chị. Cây này lùng lắm hả cô chú. Hoành em tính vị trí này 38 đi cô chú ơi. Rồi vị trí nào tính vị trí đó đi hả cô chú anh chị. Chạc nở cũ được 42 hả cô chú anh chị. Cái tổng chiều bộ đế cây này là 134 tính 130 hả cô chú. Độ xổm nhẹ nó được 21 ha. Dạ rồi cây mai vàng mã số 1 con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 3.900.000 ha. Con bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị mình chơi ha. Nói chung hàng này cũng chuẩn cây ha cô chú anh chị. Đây cành nó rất đẹp ha. Này mình đánh form vô rất đẹp ha cô chú anh chị. Rồi, rồi. Tiếp theo là mã số 2 ha cô chú anh chị. Một form mai vàng ha. Có chi một nó giọng nó lắc quái cây lắm ha cô chú anh chị. Bộ đế cũng bố ha. Cây này có mặt cắt rễ ha cô chú anh chị. Đây tóc nở. Có mấy mặt cắt nó hơi đưa ra cô chú anh chị em xử lý cắt bỏ hết ha, em lấy cái cũ chơi ha. Còn mai vàng mấy mặt cắt rễ thì mình mau kéo lắm ha cô chú anh chị. Nhóc rễ màu là dạ. Bệ bệ luôn ha. Đây cũng có mà rễ hơi nhỏ thôi. Dạ. Rễ nó hơi nhỏ hơn mà mình dưỡng lại hết cô chú anh chị. Trong này cũng rất là còn rất là nhiều. Đây hết cô chú anh chị, còn rễ lót ở trong hết trơn à. Cây này mình nuôi mình dưỡng rễ lên chơi củ đế hết cô chú anh chị. Cây này nói chung hoành cũng khá lớn ha. Em chim nó hơi nghiêng cây hết cô chú anh chị. Hết cô chú anh chị về trồng đứng cây lại gì giùm em xíu ha. Tại cái bằng quay em á cô chú anh chị cây này cũng lớn ha. Nặng quá. Cây nặng cây quá cô chú anh chị rồi thôi. Thấy vậy thôi em để vậy luôn. Được rồi, em vô thông số cây số 2 là mai vàng hết cô chú anh chị. Clip này cũng có 2 cây mai vàng à ha. Cái tổng chiều cao là được 77 ha. Cái đường kính bầu cây này tới 77 luôn cô chú ơi. Cái độ thoát thân tới tay cành chi 1 tới cổ rễ nó được 12 ha. Đo cái chi 1 á. Cái chi một nó 033 hết cô chú anh chị. Cái hoành em để vị trí nào tính vị trí đó đi cô chú ơi. Đây là 64 ha. Rồi có cắn nở gì không cô chú anh chị. Cắn đây xíu ha cô chú anh chị. Tính cô chú anh chị 60 thôi ha. Hoành tính 60 nha cô chú anh chị. 64 tính 60 ha. Này tham khảo củ chạc hết cô chú anh chị. Là 68 ha. 68. Dạ 60. Hoành tính 64 mà cắn tính cô chú anh chị 60 thôi. Đế 1-2 phân không thay quan trọng được cô chú anh chị. Tổng cú đế bao cho cô chú anh chị 150 ăn lên ha. Này nếu như ra đây là bự lắm mà tính 150 thôi hả cô chú anh chị. Vậy rồi. Cây này giót đọt cũng còn khoảng 17-18 hả cô chú anh chị. Hoành 60 mà giót đọt còn 19 hả cô chú. Vậy rồi cây mai vàng mã số 2 này giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 11 triệu ha. Em bao phí ship tới nhà hả cô chú anh chị. Nói chung mấy mai vàng này qua hàng tục cô chú anh chị có lên xe cho em xin 500 hàng triệu lọc đầu năm ha. Tiền cọc cho đi cho cây nó suôn sẻ đầu năm hết cô chú anh chị.
Được rồi, nói chung là em hết mai vàng hết cô chú. Em qua Tú Quý ha. Một thân một cốt đế cũ ha cô chú anh chị. Đế chặt gốc chữ A ha. Toàn bộ mai vàng không có cây nào cụ ha cô chú anh chị. Ở lộn Tú Quý ha. Toàn bộ hàng mới về không nghe cô chú anh chị. Mấy hàng này cô chú anh chị có giao lưu phan hãy trồng giùm em ha. Tại hàng nó mới bứng không à. Để cho ra nhựa cho mạnh, mình trồng nó mạnh cây hết cô chú anh chị. Để cái hàng này cũng hiểu chứ. Dạ. Cái hàng mới bứng này cô chú anh chị về cứ để trong mát ha. Cứ yên tâm, trong vòng 3 tháng mà nó không lên được cứ để. Em hoàn toàn em đền lại ha. Một lên đền, hai em đổi cây khác ha. Cây này vẫn một thân một cốt vẫn trực luôn hết cô chú anh chị. Tay cành thì khỏi chê, lực lực bắp tay em không ha. Đây tay cành khi một nó cũng tầm 18 19 chứ không hề nữa hết cô chú anh chị. Đây cũng già cây dữ. Nói chung Tú Quý năm nay nó quá trời giá cô chú anh chị, vô vườn khó mua quá cô chú anh chị ơi. Đế thì cô chú khỏi lo ha. Em bao mặt đế cho cô chú anh chị, đây là ghế mặt kẹo hết cô chú anh chị. Mặt tiền hết cô chú anh chị. Đế chặt gốc chữ A ha. Nói chung cây em hai cây Tú Quý mà nó đẹp hoành, mình không nói lên được tất cả đâu hết cô chú anh chị. Lúc sau em cũng có hàng lớn, hàng 60 mấy 70 cũng có hết cô chú anh chị. Cái tổng chiều cao nữa, cây số 3 là Tú Quý hết cô chú anh chị là 86. Cái độ thoát thân được 14 hết cô chú. Cái đường kính bầu cây này là được 63. Em tính vị trí này đi là 38 hết cô chú anh chị. Quanh 38. Dạ. Quanh tính 38 thôi cô chú à. Đo tham khảo nở cũ ha. Này đo tham khảo thôi hả cô chú anh chị, 41 ha. Quanh tính 38 thôi. Tổng của đế đồng đặc nó em bao cho cô chú anh chị mình 150 á. Bình thường thường cái đường kính 60 là cường đế 18 hay cô chú anh chị. Cái này giót đọt còn chừng 78 hay cô chú anh chị. Giót đọt còn 10 cô chú ơi. Tay cành chi một nó được 18 hay cô chú anh chị. Rồi rồi, cái Tú Quý mã số 3 ha. Em giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 8 triệu 500 ngàn ha, em bao ship tới nhà hay cô chú anh chị. 8 triệu gửi, cây số 3 thôi Tú Quý. 8 triệu gửi hả cô chú anh chị. Được rồi, tiếp theo là mã số 4 ha. Lấy cây viết long ghi số rồi để không quên nè. Để, cũng làm kẹo. Làm kẹo luôn hết cô chú anh chị. Thì thân một bớt gót đọt luôn hết cô chú. Cái này đủ luôn. Nhiều. Cái này chủ đế rất là khéo hơn cô chú anh chị. Không một cốt đáng trực ha. Hàng này em thần chậu nghe cô chú anh chị. Cây này trong chậu em rút ra ha. Ui, ghi mấy cây đó lại để nó lộn cây chứ. Được rồi, em vô thông số luôn cô chú anh chị. Vô thông số mã số 4 ha. Cái tổng chiều cao tới mặt bầu là 1m10, 1m1 cô chú anh chị ơi. Cái độ thoát thân nó là được 31 ha. Vô cái hoành luôn đi cô chú ơi. Cái hoành tính vị trí này là 32 tính 31 đi cô chú ơi. Tính 31 hoành ha. 31. Nở nhẹ là 46. Cái tổng củ đông đặc nó là 145. Đâm sổ nó từ cổ rễ xuống. Đây là được 24 ấy cô chú. Cái đường kính bầu cây này là 55. Cái giót đọt nó còn 13 ha cô chú anh chị. Hoành 32 tính 31 ha. Cái tay cành chi một nó được 14. Tổng của đế nãy tôi cho ta 140 hay gì 145 của đế hay cô chú anh chị. Được rồi, cái Tú Quý mà số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 4 triệu 300 ngàn ha. Em bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị mình chơi ha. Để thằng này ngoài của đế thì khéo lắm hay cô chú anh chị. Nói chung tiền nào của đó hay cô chú anh chị. Cây nó đẹp thì mình giá trị nó hơi cao một xíu ha. Cô chú anh chị theo mà ủng hộ em ha. Được rồi, tiếp theo là mã số 5 hay cô chú anh chị. Đi làm làm. Tiếp theo là mã số 5 hả cô chú anh chị. Hồi này cái dáng nó hơi siêu hả cô chú anh chị. Yes, cái đọt chủ thì nó hơi lắc nhẹ ha. Cô chú anh chị nữa dựng đỉnh với em ha. Dáng nó là siêu cây ha. Thầy cành cũng được, dạ. Đầy đủ ở đây. Đầy đủ hả cô chú anh chị nữa. Giờ anh mượn form dùm em ha. Lấy đỉnh lên dùm em ha. Dạ rồi, em vô thông số mã số 5 luôn. Cũng là Tú Quý ha cô chú anh chị. Để nó lực lắm hết cô chú anh chị. Đây có mặt cắt rễ ha, nó dư em cắt bỏ ha, em lấy dần rễ dưới ha. Đây có cụm mò nhỏ ha, cái lường. Tại cây siêu thường thường cây siêu là nó ít có rễ lường lắm hết cô chú anh chị. Rễ không có rễ lường, dạ. Xấu, nó cấm cấm. Nó cấm không à. Để rồi em vô cái thông số luôn cô chú ơi. Cái tổng chiều cao là được 79.
cái đường kính bầu cây này được 54, cái độ thoát thân tới cổ rễ nó là 27. Vô thông số luôn đi cô chú ơi. Rồi vị trí nào, tính vị trí đó đi, tính 40 ha cô chú anh chị. Dạ, đây chạc nở ha, chạc là 45. Tổng củ lửng nó được 118 cô chú ơi. Tay cành chi 1 được 28. Cái giót đọt nó được 17 ha cô chú anh chị. Cái này nãy đợt kính bầu ta, kính bầu 55. Dạ rồi, cây túi quý mã số 5 ha. Em giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 4.9 luôn ha, em bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị mình chơi ha. Em xin nhắc lại số điện thoại em ha. Là 0352532959 ha cô chú anh chị. Số điện thoại em có để trên tiêu đề ha, cô chú anh chị có gì kết bạn Zalo với em ha. Em gửi màn hình trực tiếp cho anh em tham khảo. 4.9 thôi mã số 5 ha cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục qua cây. Cây này nữa cô chú anh chị về trồng đứng đứng cây lại em xíu ha, tại cái bằng quay em nó hơi nhúc nhích á cô chú anh chị. Được rồi. Một thân một cốt dáng thì cành tứ diện hết cô chú anh chị, cành nó bung xè. Dạ rồi, ở đây có hai cái mặt cắt rồi đó chủ nhà cô chú anh chị, người ta chặt á về em đục lại cho nó mới lại ha, em đục em sao em xử lý cho cô chú anh chị mình hết ha. Cây có củ để gắt khéo hết cô chú anh chị. Như cái bành thành cho chà phá luôn chà. Dạ, cộng rễ này không là mười mấy rồi đó cô chú, nó ra cái bệ khéo quá. Đây là mười á cô chú, đường kính mình mười ra cộng rễ 20-30. Cây này tay cành thì cô chú anh chị về rút sát mình đóng ghép ha, còn nếu như mà không rút sát mình chơi tầng game để cái này mau chơi lắm hết cô chú anh chị. Và trời chỉ cành nó sáng xe. Cây này nói chung em cũng mới về tới ha cô chú anh chị, cây quần bọng chưa quấn gọn được. Lô cây này chứ này em về hơi nhiều ha, đây cũng đặt luôn hả. Được rồi, em vô cái thông số luôn cô chú anh chị ạ. Rồi số 6 ấy cô chú anh chị. Cái tổng chiều cao tới mặt bầu là 1m4 cô chú ơi. Cái đường kính bầu cây này 52 ấy cô chú anh chị. Tính gì đi, tính thoát tăng tới cổ rễ 38 ha. Hoành hàm tính vị trí này là 36 thôi. 36 hoành hả cô chú anh chị. Cái cục này kìa. Cái cũ này không là 66 ha. Tổng hết củ đế gì là 135. Cái xổm nó từ đây xuống đây là được 22 23 22 hết cô chú anh chị. Cái giót đoạn của nó còn bằng ngón tay cái em ha, cái giót đọt hết cô chú anh chị. Dạ rồi, cái túi quý mà số 6 ha, tại cành thì tứ diện ha, sẽ sửa cái bằng quay nó nhúc nhích quá trời. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị gần xa cũng giá 4.900.000 ha, em bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị mình chơi ha. 4.900.000 mã số 6 4.9 thôi cô chú anh chị. Vậy rồi, tiếp theo là mã số 7 cô chú anh chị. Một thân một cốt ha, cái bộ đế nó quái lắm ha cô chú anh chị, nhưng có của đùi như đường thú ha, em để luôn ha. Cô chú anh chị mình về nó về chơi cái chậu hột xài thì giùm em ha. Đế nó cũng đều ghen. Dạ. Yeah. Đế nếu như cô chú anh chị không thích chơi dán trực thì mình phá đế ngay đây ha cô chú anh chị. Cái này em thấy bộ đế cái đùi cái cưng quá, cái này em được một cặp ha. Cái đuôi nó không từ đây đến đây là 45 á cô chú anh chị. Cái đường kính bầu cây này hiện tại là nó 85 ha. 55 nữa mình về 60 90 ha cô chú anh chị vô chọn học xài ha. Một thân một cốt gắn trật luôn ha cô chú anh chị. Chị cành cũng sát sát. Dạ. Yeah. Cái này nữa cô chú anh chị không thích gì gỡ 2-3 này bỏ luôn cô chú anh chị, mình chơi cái form ở trên thôi cô chú anh chị, mình đánh cái dù ha. Hiện tại cái này nó đang dư, nếu như cô chú anh chị để thì cũng vẫn được. Mình cắt mình chơi cái thằng dù ở trên. Cây này được bộ quái quái lắm hay cô chú anh chị. Cây nào cái bằng quay cây nào cũng sụp xịt chứ anh chị. Đế thiệt chặt gốc chữ A nguyên cũ luôn hả cô chú anh chị. Đây. Điều tứ diện nha, không thiếu lỗ nào ha. Rồi em vô cái thông số luôn đi cô chú anh chị. Phô mã số 7 ha. Chạy đẹp. Dạ. Nở này. Cái tổng chiều cao tới mặt bầu ấy cô chú anh chị là 1m30. Nãy đo đường kính bầu 90 hả cô chú anh chị? 88 ha. Ngang nó gì là 55. Cái độ thoát thân tới tay cành chi 1 là 28 hả cô chú anh chị? Cái hoành vị trí này đây, em tính 42 hả cô chú anh chị? Là em đo tuốt trên ha. Trên cổ rễ hả cô chú anh chị? Để em đo cái độ nở nó kìa.
này chạc cũ ha cô chú anh chị, tính cái cũ ha 50 ha cô chú anh chị, cụ lỡ dưới này là 70. Bồ đế này khéo lắm ha cô chú anh chị, nó quái 45 ha ta, 45 ha cô chú anh chị cộng ghế. Vậy rồi cái túi mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 9 triệu ha, em bao phí ship luôn nha cô chú anh chị, tới nhà luôn ha, 9 triệu thân một cốt gót đọt luôn hả cô chú anh chị. Được rồi, tiếp theo cũng là một phôi túi quý quái luôn hả cô chú anh chị, cái số 8 giờ phôi số 8 ha, nằm dài vậy. Lường nó đế thì tứ diện hả cô chú anh chị, này số 7 số 8 một cặp hả cô chú anh chị, cây nào cũng có cái đuôi ha, thân cốt lùng lực hả cô chú anh chị, cái này một cốt lên đa tầng đa ha, 2 4 6 8 10. Ghép mỗi tay luôn, ghép mỗi tay luôn cô chú anh chị, mấy form này mình ghép thì bao à. Chơi ha cô chú anh chị, cái vàng triệu chân nó thì quá khéo ha cô chú anh chị, đế thì tứ diện ha, cái đuôi đây một cộng mình nó chia ra cái trục hết cô chú anh chị, nhưng bệ ha, các khéo cây ha cô chú, nói chung hàng này lớn hoành lắm cô chú anh chị, thằng 50 hoành lắm cô chú, thằng này đế đế gì đẹp, dạ dễ to bự dài. Rồi em vô cái thông số luôn đi cô chú anh chị. Cái đường kính bầu cũng 85 luôn cô chú anh chị, nó bằng đường kính cây nãy cô chú. Chiều ngang nó là 51 ha. Cái đuôi đuôi mình dài nãy đâu chưa? Dạ cái đuôi dài chưa. Cái đuôi dài này nó cũng 46, nó bằng cái đuôi nãy luôn cô chú. Nãy cây kia là 45 ha, cây này 46. Chiều cao tới cổ rễ là được 39. Hoành em tính vị trí này là 51 nè cô chú. Tốt trên ha, để em đo chạc dưới cái ha. 51 hoành. Này đo tham khảo cô chú anh chị, nó cũng 52 rồi cô chú ơi. À. 51 52 nó cũng cỡ cũng vị trí. Vậy rồi. Tính 50 ha cho nó dễ chơi. Cái chi 1 nó được 18 ha cô chú anh chị. Vậy rồi, cái tứ quý mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 9 triệu 500 ngàn ha. Em bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị mình chơi ha. Cặp này là 78 mình về chơi cặp với cô chú anh chị, nếu như anh chú lấy cặp em bớt tiền xe ha. Được rồi. Tiếp theo là mã số 9 ha cô chú. Wow, cái này lắc lượng ha cô chú anh chị. Bộ đế như trái banh ha. Không đường chê ha cô chú anh chị. Sơn ổn chị. Này em chờ cái chi tử ha. Nữa mình bẻ một chi form ha cô chú anh chị. Làm nhánh tử làm đuôi luôn. Đế thì bao cho cô chú anh chị nó như cũng sứ vậy ha. Để chừng ổng cái bí gợn sao là nó như vậy cô chú. Cái đường thân cô chú anh chị nhìn nó lắc 3D ha, lắc như giọng chưa hết hết cô chú anh chị. Hai cạnh thì tứ diện ha. Đã. Mặt nhìn như cái thân nó lắc hết cô chú anh chị. Chỉ cần đầy đủ điều lắc, thằng lắc nó lắc chỗ nào có tay cành chỗ đó ha cô chú. Không phải là nó lắc nó không có tay cành, cây này nói chung là form tay cành nó đạt tiêu chuẩn cô chú anh chị. Này nói chung cũng lớn tiền cô chú anh chị theo ủng hộ em ha. Củ đế thì bao cho cô chú à. Giờ mình trồng mình lắp mấy này là mình chơi củ đế nhẹ này thôi cô chú anh chị, đủ tiền ha. Nhưng cũng sướng như cô chú tải. Còn dạ. Do. Còn do ha. Rễ đây cô chú anh chị, rễ nó mồi ha, em xử lý cộng trên bỏ. Có mồi là em xử lý. Đây này cắm tới một bọc. Thôi cộng này không phải cộng rễ mai nha cô chú anh chị. Rễ mít bọng gì cặp bên á. Hai nó hơi này nó cũng chia đều được. Dạ. Bự bầu chia đều 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 đều. Được rồi, em vô cái thông số luôn ha cô chú anh chị. Cây mã số 9 nha cô chú anh chị, tổng chiều cao tới mặt bầu là 90. Cây này đường kính bầu 70 ha cô chú anh chị. Tính thoát thân gì đi là 23. Cái đọt giót đọt nó được 18 ha cô chú. Này em đo một cây trước ha, em đo cái hoành thân một cây trước đi. Hoành tính gì là 51 ha cô chú anh chị. Đây em đo một cây ha, rồi em đo hai luôn cái nhánh tử ha, nhánh tử là 59 ha cô chú anh chị. Cái này cái củ lỡ nè cô chú, củ này không đông đặc nó gì, đây là nó 85 ha cô chú anh chị. Đó, củ trên bình ha cô chú anh chị. Cái còn cái củ đế cô chú anh chị nhăn ra giùm em ha, thì em bao cho cô chú anh chị mình chăm gửi ăn lên không đó, để củ lửng như không là chăm gửi ha cô chú anh chị. Dạ rồi, cái túi mà số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 15 triệu ha. Em bao phí ship tới nhà luôn ha cô chú anh chị. Trung hàng này cây lớn không ha cô chú anh chị. Cái bầu 4 5 người khiêng không cô chú ơi. Chà bá luôn. 15 triệu cho form mã số 9 ha cô chú. À, 15 triệu. Dạ. Phải số 9. Rồi, tiếp theo là mã số 10.
sao đây lùng lực thế cô chú anh chị, cắt giật cấp á, quý tôi bự không già già dạ. Năm sáu người khiêng không cô chú anh chị, cái e ạch luôn. lô này mà em gửi gì theo boss chắc cây chứ không chịu ngoài, chịu ngoài tiền ship đều do. Cây này cô chú anh chị nó về trồng dựng cái cây nhẹ làm em xíu ha, ở bằng quay của em chứ không phải tại cái cây hết cô chú anh chị, em lắc gung ghi tại nặng quá mà. Dạ nó nặng quá, cây nào cây nấy, nói chung cây lớn tiền không hết cô chú anh chị, chung túi quý hoành giờ 50 thật sự vô vườn giờ nó hiếm cây lắm rồi cô chú anh chị, cái giá trị túi quý giờ nó cao quá cô chú, giờ vô vườn cũng khó săn ha, lùng lực hết cô chú anh chị. Này mình đóng phom vô ha, con giật cấp ha, mình mượn chi về hết cô chú anh chị, tỉnh này đóng 4-5 bo cho mau vậy ha. Dạ rồi em vô cái thông số luôn cô chú anh chị, mã số 10 hả ta, cái số 10. Dạ rồi, cái tổng chiều cao tới cổ rễ tới mặt bầu nó gì là 48 hết cô chú anh chị, cái đường kính cây này là 65, chung cây chiếc này là đường kính bầu ấn thông cho cô chú anh chị, cái độ chi mọc tới đỉnh nó gì đến 23 hết cô chú anh chị, cái hoành vị trí này đi em tính 49 thôi cô chú anh chị, 49. Dạ em đặt ở nhà này đã tham khảo nở cũ đi, là được 52. Tổng của đế lửng gì đây là 150 cô chú anh chị. Em ít có đo hết bộ đế ha, em để công thức dây của chú anh chị hạo giùm em ha. Cái gì đâu biết. Dạ. Yeah. Hoành 49 cái đọt chủ nó còn 25 hết cô chú anh chị. Cái tổng chiều cao nó thì bao ngoài. Cây này mình chơi lùng lực chơi bonsai hết cô chú anh chị. Chiều cao tới cổ rễ nó được 40 hết cô chú. Quá trời cái đường kính hết cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị gần xa mã số 10 ha, là 9.700.000 ha, em bao phí ship tới nhà luôn hết cô chú anh chị, hàng này hàng lùng lực hết cô chú anh chị, ngoài nhìn cây bự lắm hết cô chú. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 10, cây túi quý trực kinh phóng hết cô chú anh chị. Dạ, cây này bộ đế thì khủng bố rồi cô chú à, cây này nó hả, cây số 11 hết cô chú anh chị, không quên cô chú à, để kệ hồ chị. Cây này nó có hai mặt cắt hết cô chú anh chị, cây này nói chung cây của người ta đang chơi em giao lưu lại ha, nó nằm thần bồn nha cô chú anh chị, nó nằm trên bồn rút bồn ha, cái này của dân người ta cũng đang chơi thì chỉnh sửa ha cô chú anh chị, đây có hai mặt cắt hết cô chú anh chị, đây kéo gần liền nha cô chú anh chị, em đục nhẹ cho cô chú anh chị coi ha, nó tươi xanh ha, đây mấy mặt cắt này đó người ta cắt em đục lại hết luôn, đục toàn bộ lại cho nó đỏ ha cô chú anh chị, coi cô chú anh chị coi mình cây không hư hao ha, cây này nói chung chỉ có hai mặt cắt này thôi mà đang kéo rất là mạnh ha, tại cây này có mặt cắt nhiều quá thôi em bán cũng giá sinh viên cho cô chú anh chị mình chơi ha. Bộ đế là kê đấy, cây này trực kình phóng ấy, cô chú anh chị, này cô chú anh chị về chơi cũng đế cũng dư tiền ha, để bài sắp luôn. Dạ đế luôn, bài như sắp chuyện người cô chú anh chị, nó chặt gốc chữ A cô chú, có kình phóng bay cũng đẹp, kình phóng lắc lắm người cô chú anh chị. Rồi em vô cái thông số luôn, thông số mã số 11 hay cô chú anh chị, cái tổng chiều cao tới mặt bầu được 84 cô chú ơi, tính gì đi cô chú anh chị, em để đâu tính đó ha, là 34 cái độ thoát thân, cái đường kính bầu cây này là được 78, tham tính vị trí này đi là nó 47 ha cô chú anh chị, ở trên này cũng 47 ha, cây nó năng cây lắm ha cô chú anh chị, này đó chà cũ là được 52, tổng cụ đế lửng gì đây làm bao cho cô chú anh chị 150 ha, luôn lúc nào cũng trên 200 mà em tính 150 rồi cô chú anh chị, để hào hạo vậy cô chú anh chị hào ra giùm em ha. Cái cành phóng nó tới cành hồi, cái cành hồi sau lưng này là hiện tại là nó 70 hết cô chú anh chị, hoành 47 cái đỉnh nó còn 18 ha. Được rồi, cây mã số 11 ha, em giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 9 triệu, bao phí ship tới nhà luôn, cây này nếu như không có mấy mặt cắt thân này ha, không dưới hàng chục nữa hết cô chú anh chị, cây này ở ngoài này rất đẹp ha, em bao cho cô chú anh chị tươi đầu đàng hoàng ha, còn tươi. Dạ rồi, 9 triệu thôi, thôi mã số 11 hết cô chú anh chị. Được rồi, tiếp theo là tới túi quý cọp hết cô chú anh chị. Lùng lực trực bút măng là đây cô chú anh chị ơi. Đợt chủ lắc 3D luôn hết cô chú anh chị. Phôi này phôi mã số 12 ha, ở ngoài cô chú anh chị nhận cây nhìn hết hồn ấy, nếu như con heo vậy cô chú anh chị. Ù luôn. Đây hai cái tay em hết cô chú anh chị, vô cái thân này còn dai này cô chú anh chị, hai tay em bốn mấy nè, vô thân còn nhiêu đó cô chú. Đợt chủ bự ngón tay cái em xíu ha, nó lắc lượng ha. Đây. Chi 1, chi 2 em cắt giật cấp ha. Lấy đỉnh, đường thân lắc 3D luôn nha cô chú anh chị. Cái đỉnh ngoài cô chú anh chị nhìn như con heo ha. Nói chung cây này cũng lớn tiền hết cô chú anh chị. Xem kỹ kỹ ủng hộ em ha.
trong cái này lên hàng lớn không nghe cô chú anh chị, dữ lắm mà quá nặng rồi. Rồi để qua chợ để con kẹo bao cho cô chú anh chị ha, để lật lật không thấy cô chú anh chị. Nói chung hạt hữu tú quý hoành 60-70 nè, giờ cô chú vô nhà vườn nhầm cây cả trăm á cô chú anh chị. Hàng này nói chung là hàng khủng rồi cô chú ơi, hàng cọp ha. Để kẹo nhìn lính em cục vàng lại không bằng cây tú quý luôn cô chú anh chị. Lại đo thử. Nói chung cô chú anh chị cây cũng lớn tiền ha, mong cô chú anh chị xem kỹ kỹ ủng hộ em ha. Ai cành thì múa lắc lượng ha, đỉnh lên nghe tim luôn ha cô chú anh chị. Mặt u u. Chung hàng này nói chung là vô hàng hiếm rồi cô chú anh chị. Chị cành quá trời luôn. Vô cái thông số luôn đi, vô cái thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Cây này cây mã số 12 ha cô chú anh chị, cây này lùng lực bức măng là đây ha cô chú anh chị. Cái tổng chiều cao tới mặt bầu nó có 63 nghe cô chú anh chị. Cái độ thoát thân nó tới cậu rễ tính tới mặt rễ gì đi là 24. Đây, cái giót đọt nó hiện tại còn 9 ha cô chú anh chị. Em vô cái hoành thân hai vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Đây em tính vị trí thứ nhất nè. Ở nhẹ thì cô chú anh chị coi là nó 62 ha. Là còn tuốt trên nha cô chú anh chị. Đây, em đo hai vị trí mới được tại nó như con heo vậy cô chú. Rồi, tính vị trí thứ hai ha, cũng là trên cổ rễ nha. Đây là nó 67 nè cô chú. Nhiều vị trí lắm ha cô chú anh chị. Cái cổ chạc về đây là nó 74. Cái tổng cụ lửng nó lỡ lỡ về đây là nó trăm gử hết thước dây rồi đó cô chú anh chị. Tay cành thì nói chung tứ diện ha cô chú anh chị, lùng lực bonsai sai ha. Cây này mình trồng dán đằng mình chơi nguyên cái lưng này ha cô chú anh chị. Dạ rồi, cái túi quý mã số 12 này ha, em giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá là 42 triệu ha. Em bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị mình chơi ha. Nói chung hàng này hàng đẳng cấp nha cô chú anh chị. Hàng này thật sự đẳng cấp nha cô chú. Chú anh chị xem cây và ủng hộ cho em ha. Nói chung coi trên màn hình không rõ cô chú anh chị cứ liên hệ lên số điện thoại ha, 0352 5253 2959 ha cô chú anh chị. Đó là cũng là số Zalo em để trên tiêu đề ha. Em gửi màn hình trực tiếp cho anh cô chú anh chị tham khảo ha. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 13 ha cô chú anh chị. Cái tú quý này nằm học bể học luôn nghe cô chú anh chị. Ủa cây 14 mà cái này 13. Cây đó cây 12. Hả? Dạ. Cây này cây 13 nè. 13. Cái này ghi dây lộn số. Sửa lại, sửa số 14. Cái cây 14 hả? Ừ. Cái cây số 12 nha. Cây này đế bể học luôn nghe cô chú anh chị. Cây số 13. Dạ, cây số 13 ha, số nô 13 4 tắc đế ha cô chú anh chị. Lực lực không á, em 81 82 kg cũng đấy gì đó cô chú anh chị. Cái bắp tay em ha, anh không vô đưa vô mất tiền của tay. Một thân một cốt chi cành à, em cắt giật cấp ngay cô chú anh chị, đỉnh về tim luôn ha. Đây này cô chú anh chị vừa chơi đế mà chơi thân luôn ha, lùng lực giật bức măng hay cô chú anh chị. Đúng rồi, quá lùng lực. Một cốt lên 7 tược ha. Ừ đúng rồi, 7 3 4 7 ha. Cái 7 này người ta gọi cũng tốt lắm cô chú anh chị, 579 ha. Đây này bộ đế thật sự ngoài cô chú anh chị nhận cây hết hồn rồi cô chú anh chị, em không có giáp cổ đế ha. Ngoài tú quý mà hoành năm mấy 60 giờ thật sự nó hiếm cây lắm hết cô chú anh chị. Kẹo rồi không mất thời gian cô chú anh chị, em vô cái thông số đi. Đây anh Linh quay mẹ em lên cây này, cái anh Linh này bốc đây mấy con dính này bốc ông rồi. Ôi trời ơi, thôi xích qua xíu nữa. Cô chú anh chị đợi xíu, tại cây này rồi hỗ trợ tiếp. Rồi, tại cây lớn quá cô chú anh chị, năm số người mà nghiêng cây không nổi cô chú. Nghiêng cây á, cây đó nghiêng á. Rồi em vô cái thông số luôn ha cô chú anh chị. Nó nổi. Quá mệt cô chú anh chị, cây này về cây khủng không nghe cô chú anh chị. Cái tổng chiều cao tới mặt bầu nó về đi cô chú là 85 ha. Cái đường kính bầu cây này hiện tại giờ tính 85 luôn đi cô chú ơi. Vô hoành thân luôn đi. Hoành thân để vị trí nào tính vị trí đó đi ha cô chú anh chị. 53 hoành, để em đo chặt cái nữa ha. Đây. Còn tốt dưới ha cô chú anh chị. Này em đo chặt tham khảo ha, vì là 58 ha cô chú anh chị. Đây. Hoành tính 53 ha. Hoành 53. Dạ. Đó củ lửng này cô chú anh chị. Củ lửng này là cộng thước dây rồi đó cô chú. Chà bè gì. Hết biết còn củ đấy cô chú anh chị. Em hạo gì cho cô chú ha, bầu tới đâu đế tới đó ha. Em bao cho cô chú anh chị mình 200 ăn lên á. Tính 200 ha. Ừ, 200. Dạ. Cái độ xổm đó thì từ đây tới đây hết cô chú anh chị là 40 nè. Qua mặt con đây.
là nó 35 hết cô chú anh chị. Tại cây này có đít khéo lắm hết cô chú anh chị. Được rồi, vậy rồi cây mã số 13 ha, cũng là một khôi tứ quý cô chú anh chị. Em giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 45 triệu ha, em bao phí xích tới nhà cho cô chú anh chị mình chơi ha. Thật sự hàng này đẳng cấp hết cô chú anh chị, hàng này lâu lâu mới có cây hết cô chú anh chị. Được rồi, tiếp theo là mã số 14 hết cô chú anh chị, cây tứ quý bể lưu hết cô chú, có ghi càng ghi số chưa. Cây này nó bể cái lưu luôn nghe cô chú anh chị, nó có cái viền lưu để lại hết luôn, em bó theo cái viền luôn nghe cô chú anh chị. Một cốt lên hai thân ha, nhưng mà nó ra hai thân cắt vượt cấp rất khéo hết cô chú anh chị. Đây cái đường nếu cô chú không thích, nếu như không thích cái chi này làm đỉnh á thì cô chú anh chị phá ngang đây lấy 5 thân làm ngũ phúc hết cô chú anh chị, lấy này đỉnh lại ha. Cây này một cốt nạt nghe cô chú anh chị. Đây cây này cũng lớn hoành hoành cũng 60 hết cô chú anh chị, chắc sao trên 60 ha. Đấy nè cô chú anh chị, kẹo đây kẹo hết trơn ha, có đủ hết trơn nha cô chú anh chị. Còn ở trong cục này là đặc luôn cô chú anh chị. Đây nó ra tới đây nó quặn xuống đây, tới đây quặn đây mồi hết trơn hết cô chú anh chị, cọng nào cũng có mồi cắm xuống hết ha. Từ từ nặng nặng mà làm từ từ thôi. Được rồi, để qua cũng đi qua trời đấy, tiếp xem đi tiếp ha. Rồi cha bỏ đó đi, lên tiếp cái này cái nè. Để sổ đây nè chú chị đợi xíu lên. Rồi, chim thật sự cô mấy cây này cô chú anh chị về nhận cây ha, giót đọt bằng bự ngón tay cái em ha, đừng đỉnh đây cũng được ha cô chú anh chị. Đừng đấy cô chú anh chị, đây em gì đây không thấm thía ha, em ngồi là không thấy cái mặt em đâu luôn á cô chú anh chị. Cụ đế cây sổ nôm cao lắm nha cô chú anh chị, 4 tấc mấy lần ha. Được rồi, không mất thời gian cô chú anh chị, em vô cái thông số luôn ha. Đây này ngoài cô chú anh chị nhận cây về hết hồng ha. Đây có một cái lỗi của chú anh chị tại em ha, làm tóc da tí xíu nghe cô chú anh chị, ở đần đầu đũa em đục với cô chú anh chị, em tán như hai chúng tí xíu ha, không được nó tốt không ha. Nào nhận cây cũng lớn tiền cô chú anh chị, em chỉ đi đàng hoàng ha. Cái tổng chiều cao tới đỉnh nó được 68 hay cô chú anh chị, cái độ sổ gì là được 47 này cô chú, qua mặt đây sổ đứng gì 45 ha. Đo dòng hết dòng sổ cho cô chú anh chị tham khảo. Qua đây là 42 tới mặt bầu ha. Em vô cái hoành thân luôn đi, tính gì là 62 này cô chú. Dính ra để em hạo lại ha. 60 cũng vẫn được cô chú anh chị, cái hoành không quan trọng đâu. Đây cũng 62 hả cô chú anh chị. Hoành 62. Dạ. Tổng cái củ lửng nó gì đó, trên đầu nó gì đây là hết công thức dây rồi đó cô chú anh chị. Hết công thức dây hả cô chú. Hết củ đế em bao cho cô chú anh chị mình 200 ha. Em đo từ cái thằng một bên đây, một bên đây là được 32, đỉnh bên đây là tầm 40 hết cô chú anh chị, nó ngọn còn 13-14 hết cô chú. Được rồi, em tú quý mã số 14 này ha, em giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá là 37 triệu ha, em bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị mình chơi ha. Chung hàng này một cốt lên hai thân hay của chú anh chị, nếu như cắt vượt cấp về cho ngủ phút ha, đầy đủ. Em thấy có cái cành lắc lượng này khéo cây quá rồi em để lại ha, về trừ hao cho cô chú anh chị mình cắt lại giùm em ha. À này của chú anh chị thật sự cái bộ đế ngoài nhìn cũng 433 hay của chú anh chị, sổ nôm 4 tấc cần lên ha, đo nhiều vị trí cho cô chú anh chị tham khảo rồi ha. Giờ rồi 37 triệu cho phone mã số 14 hay của chú anh chị. Rồi tiếp theo mà mã số 15, một thân một cốt cây cành lắc lượng hết cô chú anh chị, nhẹo nhẹ ha. Cây này bộ đế dữ lắm hết cô chú anh chị. Em 15 từ từ qua bên cầu tạo đi, rồi xuống 1 2 3 để xuống nhẹo xuống. Trời ơi chị cành nó thấp thấp dạ. Cây này nói chung bộ đế khéo lắm nghe cô chú anh chị, quặn ha, quặn hết trơn hết cô chú anh chị. Mấy cây này đường kính bầu nói chung là khá lớn hết cô chú anh chị. Hàng này đường kính bầu cây này cũng là 80 mấy không à cô chú anh chị, 83-84 ha. Nó về rút là vô chỗ 8 hoặc vô chỗ 9 tùy cô chú anh chị ha. Tay cành thì nhạo nhẹ hết cô chú anh chị. Thấp thân thấp chủng. Dạ thấp thân thấp chủng, cái đường thân đọc chữ lắc hết cô chú anh chị.
Đây qua mấy anh đây cô chú anh chị nhìn thân lắc lắm ha. Rồi mình có ghép mình rút sát lại em ha. Chơi phôm lớn thì mình để cái gu này ha cô chú anh chị. Cái củ đá nhỏ trong này thôi là nó hết công thức dây rồi đấy cô chú anh chị. Xin là tức ngoài ha. Mình đây tạo cho cô chú anh chị mình tham khảo thôi ha. Kẹo. Dạ. Đế thì nó kẹo đế luôn cô chú anh chị. Đây, hoành thân lá cam đo đây thì em tính đây cái độ thoát thân là 10 ha cô chú anh chị. Em vô hoành thân luôn đi cô chú ơi. Thân tính vị trí này thôi. Là 41 rồi cô chú. Ha. 41. Dạ, để em đo nở xuống cái ha cô chú anh chị. Cũng đoạn 41 ha. Cây này nó chạc khó chịu lắm ha cô chú anh chị. Đây. Này chạc cũ tham khảo thôi nha, nó chạc là 47. Sao mà đo sao dính được cục này nè. Nó bự lắm. Năm mấy cô chú anh chị nó chạc khó chịu cây lắm. Dính nhẹ cái là ra khác. Dính nhẹ cái ra hoành lớn. Bao cho cô chú anh chị tổng cú đế trên 200 ha. Thì thường thường đường kính nó 80 là nó 240 ha cô chú anh chị. Hoành thì 41 bao chuẩn cho cô chú anh chị về đo lại ha. Cái độ giót đọt nó thì còn 13 ha cô chú anh chị. Cái tay cành chi một nó gì là 21 ha cô chú anh chị. Này tuần đây cũng còn 38 ha cô chú anh chị. Giờ rồi cái mai mã số 14 hả ta? Đúng rồi 14 10. Cái này số 15 hả? 15. Dạ rồi. Cái túi quý mã số 15 hả cô chú anh chị. Em giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 14 triệu ha. Em bao phí ship tới nhà luôn. Hàng này đi tiền ship đâu dưới 1 triệu hả cô chú anh chị. Cái này vô phương đi việc theo boss rồi cô chú anh chị ơi. Nó chê à, trên 200 kg cô chú anh chị ơi. Nặng, bự cái nặng dữ lắm cô chú. Đội của em 4 5 người khi không nổi nha, 14 triệu cho phôi mà. Ồ. Phôi mai số 15 14 triệu ha cô chú. Là coi số 15 14 triệu cô chú ơi. Đây rồi. Tiếp theo là mã số 16. Một thân một cốt gắn trực luôn ha cô chú anh chị. Tay cành thì sạc ngang có đánh dao nhạo nhẹ ha. Cái này thì bao cho cô chú anh chị tay cành thì tứ diện ha, đế sổ nôm ha cô chú anh chị. Nói chung cái tông này kiếm khó lắm ha cô chú anh chị. Cây này già cây ha. Thôi tôi quý mà kiếm cái phơm này dữ lắm ha. Giờ rồi. Được rồi, cây này cũng là cây cuối clip của em ha. Tay cành tứ diện ha cô chú anh chị. Tay cành đều ghê. Dữ lắm cái form ha cô chú anh chị. Đế thì sao dài. Vô cái chiều cao ha cô chú anh chị. Cây này cũng là cây cuối clip ha cô chú anh chị. Tới mặt bầu bao cho cô chú anh chị mình 1,5 m đó. Cái đầu sổ tính từ đây ha cô chú. Sổ tới mặt bầu về đi là nó 58 nè cô chú anh chị. Sổ nôm 58 ha. Đây cũng 56. Cái cộng rễ sổ nó thôi nè cô chú anh chị. Cộng rễ không tính vị trí này là 26 rồi cô chú. Rồi cộng rễ này thì hết biết rồi cô chú anh chị. 40 cộng rễ cô chú. Cộng rễ cũng bằng cái thằng. Hoành em tính vị trí này là 49 ha. Hoành 49. Dạ, để em đo chặt dưới cây cô chú anh chị. Cây nó có cái lượng ha, chặt gì là 60 nè cô chú anh chị. Cây nó có cái lường ha cô chú anh chị, nói chung mặt đế này cũng có ha. Tại cái cây cái dáng cái form nữa ha cô chú anh chị. Nó cái mặt đây thì mặt tiền ha, mình chơi dáng này chơi dáng mặt tiền ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cái túi quý này cũng là cây túi cuối clip ha cô chú anh chị, cây mã số 16 ha. Em giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá là 28 triệu ha cô chú anh chị. Phôi mã 16 là 28 triệu ha. Em cũng dẫn bao ship tới nhà ha. Số mấy cây này cũng lớn tiền của chú anh chị, cho em xin cọc đầu lọc đầu năm em cho cây lên xe ha. 28 triệu phôi mai số 16 ha, cũng là phôi cuối clip của em ha. Dạ rồi. Cuối clip em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã nãy giờ xem kênh ha. Em cũng rất mong cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ cho em ha. Em có động lực sang cây mới và giao lưu với cô chú anh chị. Dạ rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau ạ. Dạ rồi, chào anh Linh ạ. Rồi chào có luôn. Chào cô chú anh chị các bạn luôn. Rồi, trân trọng kính chào.